Chào các bạn nhé, để đối phó với tình trạng nắng nóng kéo dài và tình hình là cắt điện luân phiên cho nên là rất chi là nóng, thì hôm nay Sự Béo xin hướng dẫn cả nhà một cái mẹo như này. Nói chung mẹo cũng không phải đúng, một cách biến cái quạt 220V này dùng được bằng ắc quy nhé. Đấy thì nhà mình cần này một chiếc ắc quy xe máy này, xe máy cũng được, nếu có ắc quy to thì dùng được lâu hơn nhé. Đấy ắc quy xe máy này và 4 sợi dây điện nhé. Đây nhà mình này, này đây này dây đôi này, đây dây đôi nhé. Bây giờ Sự Béo sẽ hướng dẫn cả nhà. Đầu tiên nhá, thì mình đấu này, hai cái này vào nhau nhá. Này, hai cái này vào nhau này. Chứ tình hình nắng nóng kéo dài như này mà không có điện cũng chết. Cũng không phải ai có điều kiện để mua quạt tích điện đúng không ạ? Đấy, thì mình đây là sử dụng tận dụng luôn cái ắc quy xe máy nhá. Đấy, đây, nhà mình nhìn nhá. Đây, khi mình đấu vào nó như này. Đấy, mình đấu vào nó như này nhá. Rất chi là đơn giản thôi. Sau đó hai đầu này mình sẽ đấu vào quạt, đấu vào cái phích cắm của quạt này, cắm vào đây ạ. Đấy, đấu vào đây, sau đó mình lấy băng dính mình bọc lại nhá, cho nó an toàn. Thực ra cái điện ắc quy này thì cũng không sợ đâu, nhưng mà thôi mình cứ quấn vào cho nó thứ nhất là an toàn mà nhìn nó cũng thẩm mỹ tí nhá. Rất chi là đơn giản thôi, nhà mình nhá, ai cũng làm được, phụ nữ cũng làm được luôn, rất chi là đơn giản. Đấy, để mình tận dụng cái bình ắc quy của xe máy nhà mình nhá, đấy cho nó mát chứ nắng nóng kéo dài này thì chết dở. Đấy, sau khi mình quấn xong cái này rồi nhá, đây cả nhà nhìn này, đấy thấy không? Đấy, khi là hai đầu này mình sẽ đấu vào ắc quy nhá nhà mình nhá. Đấy, hai đầu này mình sẽ đấu vào ắc quy, quạt sẽ chạy, nhà mình theo dõi nhá. Đây một đầu mình đấu trước vào đây nhá, đây đầu âm này, giờ mình đấu đầu dương vào này. Wow.